gấp ra ha. Dạ. À, cho nó thấm vô rồi mình ăn bún nó mới ngon nha các bạn. Rồi hấp dẫn lắm. Mấy chị bé làm mình xuất sắc à. Có thời gian á ráng làm cái món bún Hà Nội này ăn đi rất là ngon luôn. Cô bé dắt cho khô nè, với một miếng tàu hũ mà tàu hũ cứng đó nha các bạn. Chứ không thấy cái hộp gì nhưng mà nó có hai loại. Với đây cô bé có bốn miếng tàu hũ chi, cô bé phơi khô nè. Hãy phơi khô mới được nha. Đặng hồi cái này với này là mình làm chả nè. Ở đây là có một miếng heo quay. Heo quay này là cô bé có chia sẻ trên clip, mấy cái clip trước cô bé làm heo quay đó. Để lát cô bé sẽ hướng dẫn cho các bạn ướp gia vị mà chiên lên để ăn bún Hà Nội nha các bạn. Làm chả cô bé là sẽ có ba cái củ hành tím, làm một miếng ngũ vị hương. Rồi trong cái chén mà để ướp chả với ướp thịt á, là đây là cô bé có một muỗng dầu hào nha các bạn, một muỗng xì dầu, rồi 1/3 muỗng cà phê đường, rồi mà nửa muỗng cà phê hạt nêm núm hương nha các bạn. Rồi để mình ướp vô gia vị bên đây nha các bạn. Ở đây cô bé có mấy cái củ cải trắng, cải đỏ nè. Lát cô bé làm đồ chua, thì cái đồ chua này hồi mình sẽ ăn kèm với rau. Và cái tỏi này là hồi mình làm nước mắm, mà nếu mà các bạn nào không ăn tỏi á thì khỏi cần bỏ tỏi luôn cũng được ha. Tỏi ướp vô thịt đồ với làm nước mắm luôn, ăn kèm với rau. Đúng ra là có ngò rí nhưng mà tại vì cô bé á hết ngò rí rồi, cô bé làm biếng đi mua, thì cô bé thế cái cây kinh giới nè các bạn. Đây là bún nè các bạn, bún mình mua bún nhuyễn vậy nè, đừng có nhuyễn quá nó cũng hơi to to vậy nè các bạn. Mắm cô bé đã nấu rồi nhưng mà một lát cô bé sẽ chỉ lại cho các bạn biết là nước, công thức của nước mắm nấu như thế nào. Những cái clip trước cô bé có nấu nước mắm rồi, các bạn nào mà xem clip cô bé là sẽ biết nấu nước mắm ăn bún nè các bạn. Nhưng mà một lát cô bé sẽ chỉ lại. Giờ trước cái là mình ướp miếng heo quay trước nha các bạn, để bằng heo quay khỏi cần bằng tỏi nha. Và mình lấy cái nước này nè các bạn, mình ướp cái heo quay dưới nha các bạn, rồi mình chiên nha các bạn.
là tiện luôn các bạn. Chỉ có lấy cái tay mà kéo là được rồi, khỏi cần phải lấy cái máy mà xài bự điện nha các bạn. Cái này rất là tiện luôn đó. Mình bỏ vô ha, cho cái máy này vô đây là mình kéo bằng tay thôi, nó có cái độ kéo tay nè, kéo thì nó sẽ làm nát hết cái độ ở trong mũi nha. Xay nhuyễn rồi nè các bạn, giờ mình bỏ vô mình làm chả nha các bạn. Mình kéo không nổi rồi, tay chân mình nhức lắm. Nhà nào mà không có máy xay thì có thể mua máy này làm cũng được nè các bạn. Cô bé bỏ cái gia vị này vô nè các bạn, rồi cô bé băm tỏi vô nha các bạn. Sẽ dùng để xay tỏi lên tiếp luôn nha các bạn. Con bé mình đang băm tỏi để lấy hồi giờ mình xay tiếp nè. Còn gì nữa đâu mà khóc. Bé nghe bé chạy bé giả. Vậy nè các bạn, mình lấy cái muỗng mình để mém xuống cho nó dính vậy nè các bạn, nó tròn tròn vậy nè. Các bạn phải lấy tay các bạn bóp nó mới dính nha các bạn. Cái này mà dùng bao tay là không thể nào dính nha các bạn. Cái chả này làm mà giống công thức của món đường Tây Thỉnh Kinh đó các bạn. Mà nó hơi khác một chút. Nó không có bún tàu, nó không có nấm mèo. Mà nó này có sườn non. Nó hơi khác một chút đó các bạn. Nó hỏi còn hả bạn? Trong khi chờ đợi vắt chả, mình sẽ bắt chảo lên cho nóng nha, chảo dầu lên cho nóng rồi mình vắt xong là mình chiên nó là vừa luôn nha các bạn. Dẫn à. Cô bé dặn đường riêu cho nó chín ở trong á, biết không? Dạ. Mình chiên cho nó vừa vàng gì nè các bạn. Mình gắp ra nha các bạn. Chỗ còn chỗ của cô bé là Nguyễn Chí Nghĩa, 168 Nguyễn Chí Nghĩa các bạn. Nếu các bạn nào có thích ăn heo quay á thì liên lạc với lại bé Ngọc đi rồi đặt đi cho bé làm nha các bạn. Các bạn bé cũng hay làm cho người ta lắm các bạn. Các bạn có muốn đặt đó, các bạn kết bạn Facebook với mình nha, rồi các bạn nhắn tin cho mình biết nha, nếu mà các bạn muốn đặt. Ngon rồi phải không? Dạ, vậy là ngon rồi bé. Mình gắp ra ha. Dạ. Cái này là vớt ra được rồi. Giờ cô bé xắt đường chua nha các bạn, ngâm trước 2 tiếng đồng hồ nha các bạn cho nó thấm nha các bạn. Mỏng quá thì nó cũng bị bể, các bạn canh gì vừa như con dao dính con dao gì được rồi nè. Thấy chưa? Trong cái nước này là cô bé nấu giấm với đường nha các bạn. Nửa chén mà giấm đi. Giấm mà giấm nuôi nhà mình đó các bạn, với bỏ chừng 2 muỗng canh đường vậy nè.
tí xíu muối vô, tí xíu bột ngọt vô, nóng lên cho nó chín để nguội. Rồi mình xắt đồ chua mình ngâm, ngâm khoảng 2 tiếng đồng hồ nha các bạn. 3 tiếng cũng được nữa, từ 2 đến 3 tiếng. Vì mình muốn ăn bún này thì mình ngâm trước đi, sáng mình ngâm đồ chua trước ngày đi. Nước mắm ăn bún là nọ thì nó lỏng chứ nó không có đặc nha các bạn, nó không có kẹo. Coi như là cô bé để là một chén mà nửa chén nước, nửa chén nước với lại 4 muỗng đường này nè các bạn, với lại một nửa muỗng cà phê muối, chút xíu bột ngọt vô. Rồi cô bé bắt lên nấu cho nó sôi vài dạo, rồi gần chín rồi đó, sôi vài ba dạo đi, lỏng chứ không có cần đặt nha các bạn. Rồi các bạn bỏ khoảng chừng 3 muỗng nước mắm đi, nước mắm chai á, nước mắm mà. Rồi các bạn quậy lên vậy nè, các bạn nếm coi chua chua ngọt ngọt vậy đó, nặng 2 trái tắc vô. Nặng 2 trái tắc vô nha các bạn. Các bạn thấy không, mình nấu sẵn rồi, giờ mình quậy lên nè. Đó, đây là một chén nước mắm của cô bé đó. Rồi đây là đồ chua cô bé sắp ngâm nè. Các bạn thấy đẹp không? Cô bé sắc bông luôn nè các bạn. Đó, để ăn bún Hà Nội đó các bạn. Rồi sẵn nay có dịp có đứa em gái thân nè, chi kỷ của mình đến đây rồi nên mình làm cái món này cho em mình nó ăn thử rồi chia sẻ cho các bạn luôn. Giờ mình mời các bạn vô dùng với lại em mình với cháu mình cái bún chả Hà Nội này coi nó ngon như thế nào. Xin mời các bạn nha. Xin mời. Rồi ăn đi thôi. Phải chút vô ra luôn chị Tâm. Bỏ vô cha, bỏ vô đen vô luôn đó. Ngon lắm. Đi chị ăn. Rồi xong mà cho nước mắm nhiều lên mới được. Nước mắm nhiều lên, nước mắm này lạ bánh chân. Ơi bà Tâm không có mặn. Ngon lắm, ngon lắm. Cái này gọi là bún Hà Nội. Bún Hà Nội. Thật sự là có dạ. Anh mắm vô nhiều ăn mới ngon. Có rồi chị. Ăn rồi phải ăn nước mắm nhậu quá. Đúng rồi, cái kiểu ăn bún này là phải ăn nước mắm nhiều nước lên các bạn. Nước mắm ngon quá. Ừ. Để đi làm mấy này lạc hết rồi, để ăn nước mắm á. Nước mắm chị bé làm xuất sắc à. Ngon quá trời. Chịu các bạn làm đi. Không, nước mắm chị bé làm à, ngon lắm các bạn ơi. Bạn ráng về tranh thủ á, có thời gian á, ráng làm cái món bún Hà Nội này ăn đi rất là ngon luôn. Nó hơi công phu tí xíu thôi, nhưng mà có một cái các bạn không có heo quay chai á thì các bạn làm chả thôi cũng được. Nếu các bạn làm heo quay chai chưa được á thì các bạn làm chả thôi, ở cần ăn heo quay. Còn các bạn mà muốn cần heo quay thì các bạn hãy liên lạc với điện thoại đi nói cho cô bé làm cho. Ngon lắm các bạn ơi. Ăn chả chiên với lại bún cũng ngon, các bạn khỏi cần heo quay cũng được các bạn. Tại vì cô bé chia sẻ, cô bé phải chia sẻ cho đúng. Các bạn nào ở nhà gói gọn lại không cần heo quay cũng được, chỉ có chả chiên với nước mắm, rồi rau đồ đầy đủ được rồi. Ngon các bạn. Nước mắm. Bé nhà mình làm cái heo quay á rất là giống cái thiệt như các bạn thấy trên hình ảnh á, giống y chang như là đồ thiệt luôn vậy á. Nhưng mà bé tẩm ướp cái mùi vị nó rất là thơm, mình ăn với bún quá hả, rất là ngon luôn á các bạn. Nhưng mà cái chả này nè, cái chả này bé không có làm đen như là mấy chỗ khác, mà bé làm nó vừa vàng tới luôn, nhìn rất là đẹp luôn á các bạn. Các bạn có thể làm theo công thức này của bé, rất là ngon mà lại vừa đẹp nữa, rất là hấp dẫn luôn. Đậu này ngon quá, đắng lắm. Đắng quá trời, nó ngâm vô chưa vậy? Bún Hà Nội phải ngâm thai vô vậy. Bởi chị đâu có, mấy này chị đâu có dám làm mặn đâu. Chị làm lạc nhách luôn. Thôi vậy vừa chị. Thì đó chị chừng hao, chị ngâm vô đây nè, chừng hao. Mình chấm nước mắm cũng mặn. Ngâm vô đó nó không mặn đâu bé, vừa. Thanh không mặn, vừa ăn luôn á. Tại cái nước mắm thì nó là mặn. Nước mắm vừa ngon luôn á, chị không có mặn.
chả chị không có đem gia vị mà muối gì vô hết, chỉ đem dầu ấy rồi hương vị đồ thôi, tại biết mình ngâm cho nước mắm á, mắm ngon ra, mắm thì không có gì nữa. Mắm mặn không nữa được không? Thôi em no, nãy em mới ăn cơm nhà chị. Tự nó quan trọng trong mấy lần ngồi ăn không? Thì quá rồi. Bạn. Đúng rồi, bữa không rủ đâu thèm vô đâu. Nè, thấy món này ngon không? Ngon. Nãy em thấy cái này nè. Ngon. Nếu các bạn nào có thích thì có thể về làm theo công thức của mình. Nếu mà ăn á, ngon vừa miệng thì có thể like và subscribe cho hai cô cháu mình. Rồi video tới cô bé có nghĩ ra những cái món gì ngon mà lạ thì chia sẻ cho các bạn. Để các bạn về có những món ăn chay rất là vừa miệng mà ngon. Ăn cho bồi dưỡng cho sức khỏe. Vậy và cô bé chúc các bạn thành công trong cái món bún chả Hà Nội này. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video sau. Hey, video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mình là Ú Ù đây. Các bạn hãy nhớ bấm like, share và đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video thú vị sau này của mình nữa. Cảm ơn các bạn và bây giờ là mình chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.